Giáo hạt chính tòa Hà Nội tưng bừng ngày hội thi giáo lý cấp giáo hạt. Sáng thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020, hòa trong bầu khí của Tổng giáo phận Hà Nội trong ngày hội thi giáo lý trên khắp 6 giáo hạt, hội thi giáo lý của giáo hạt chính tòa đã diễn ra tại giáo xứ Cổ Nhuế với tinh thần hăng say, phấn khởi và đậm nét nên thánh theo lời mời gọi của Đức Tổng giám mục Giuse. Mặc dù tiết trời có đổ mưa, nhưng với tinh thần hăng say học hỏi, 63 đội thi đến từ khắp các giáo xứ trên địa bàn giáo hạt chính tòa đã có mặt đúng giờ. Các thí sinh được chia làm 5 giới thi, giới thiếu nhi có 18 đội, giới trẻ có 14 đội, giáo lý viên huynh trưởng có 14 đội, giới trưởng thành có 10 đội và gia đình có 6 đội. Lúc 7:30, các đội thi tập trung tại thánh đường giáo xứ Cổ Nhuế để cùng khai mạc hội thi với sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha quản hạt Anton Trần Duy Lương, cha đặc trách giáo lý giáo hạt Giuse Nguyễn Văn Ban, cha phó đặc trách giáo lý giáo hạt Giuse Trần Mạnh Phong, cùng quý cha trong giáo hạt, quý thầy chủng sinh, quý sơ và đông đảo các cổ động viên đến cổ vũ cho các đội thi. Sau vũ điệu khởi động hy sinh của các bạn huynh trưởng giáo xứ Phùng Khoang, cha tổng đại diện Anton đã thay mặt ban tổ chức khai mạc hội thi giáo lý cấp giáo hạt với những lời nhắn nhủ. Giáo trình đức tin là một trong những lĩnh vực hầu như là quan trọng nhất của giáo hội. Chính vì thế mà bộ giáo lý đức tin hàng năm vẫn luôn cập nhật các cái chương trình giáo lý cho tất cả chúng ta. Bởi vì học giáo lý là để hiểu biết về Chúa hơn mỗi ngày một hơn, như là cha chúng ta cũng thường nói là vô tri thì bất bộ, hiểu biết Chúa để yêu mến Chúa. Tiếp đó, cha quản hạt Anton đã lên phát các bộ đề thi cho đại diện ban giám khảo tại 5 phòng thi thuộc 5 giới, thiếu nhi, giới trẻ, giáo lý viên, trung niên và gia đình. Đúng 8 giờ, các thí sinh tại 5 phòng thi đồng loạt bắt đầu cuộc thi trong một tâm thái thoải mái và hăm hở nhất. Với hình thức thi trên các slide câu hỏi, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi: đến với Chúa Giêsu, gặp gỡ Chúa Giêsu, lên đường với Chúa Giêsu và nên giống Chúa Giêsu. Các hình thức thi bao gồm trắc nghiệm, điền từ, diễn tả, đoán từ khóa dành cho thiếu nhi, giới trẻ và giáo lý viên và học thuộc lòng. Cách riêng đối với các giới, thiếu nhi, giới trẻ, giáo lý viên sẽ tăng độ khó hơn ở phần 3, diễn tả 10 câu trong 60 giây. Trải qua hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài, hội thi đã chọn ra được những đại diện xuất sắc nhất đến từ các giáo xứ trong giáo hạt để trao vinh dự đi tham dự kỳ thi cấp giáo phận sắp tới. Với mục đích đào sâu đức tin, đức mến và tinh thần liên đới giữa mọi thành phần dân Chúa, tất cả các đội thi trong giáo hạt chính tòa đều có giải thưởng. Đây cũng là sự khích lệ của ban giáo lý giáo hạt chính tòa muốn gửi gắm đến các đội thi. Lúc 11:30, hội đồng thi cùng toàn thể các thí sinh tham dự đã họp mặt lại tại nhà thờ để tham dự lễ nghi trao giải và bế mạc. Trong bài phát biểu bế mạc, cha tổng đại diện Anton đã có những lời động viên cảm ơn đến toàn thể các thí sinh tham dự. Cuối cùng, cha Giuse, đặc trách giáo lý giáo hạt, đã có lời cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ đã cùng đồng hành và giúp đỡ hội thi trong các vai trò khác nhau. Ngài đặc biệt cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng và niềm vui mà các thí sinh đã mang tới trong ngày thi cấp giáo hạt hôm nay. Để tỏ lòng biết ơn, một em đại diện cho các thí sinh đến với hội thi lần này đã nói lên niềm vui hội ngộ, niềm vui được học Chúa, biết Chúa, để sống đạo và gửi lời cảm ơn tới quý cha cùng quý cộng đoàn đã hiện diện trong buổi thi. Kết quả chung cuộc với các giải nhất như sau: thiếu nhi, giáo xứ Phùng Khoang; giới trẻ, giáo xứ Phùng Khoang; giáo lý viên, giáo xứ Thụy Ứng; trung niên, giáo xứ Đồng Trì; gia đình, giáo xứ Chính Tòa. Được biết, các đội nhất sẽ là những đội đại diện cho giáo hạt Chính Tòa tham gia kỳ thi cấp giáo phận sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Hành Hương Bằng Sở.